một người phàm phu không thể nào biết thánh nhân được, chỉ có thánh nhân mới biết phàm phu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vâng, ngày hôm nay rất là đông, nhiều lớp đã coi như là bao bọc khu núi nơi năm xưa sư Minh Tuệ ở. Đó thì hôm nay và con Phật tử ở tại Nha Trang cũng đã rất là đông đảo, nhiều và nhiều YouTube, TikTok đã nghe và đã biết được ngài đang ở đây. Thì hiện tại em Thanh Vlog cũng đang túc trực ở đây để chia sẻ 24/24 những cái thông điệp, những hình ảnh đẹp nhất về ngài Minh Tuệ. Liệu rằng ăn thền có đi theo ngài Minh Tuệ hay không? Liệu rằng người dân nơi Nha Trang có tuyệt vời bằng người dân Gia Lai hay không? Thì hôm nay có một chị gái đã chia sẻ, có một người đã chia sẻ nơi đây là nơi dọn cốc, khả năng là ngài Minh Tuệ sẽ ở cái cốc này. Bà con cô bác ạ, ở ngay trên tút tút ở trên đỉnh núi. Rất mong bà con cứ bình thản và xem đến hết clip. Mỗi lần, mỗi buổi sáng biết rằng là cả nhà sẽ đều trông ngóng được ngắm ngài Minh Tuệ. Nó như một cái món ăn tinh thần giúp cho mọi người có công việc làm hiệu quả. Thầy đang khắc phục cả nha mọi người, thầy Tâm chỉ được đứng từ xe thôi mọi người. Thầy Tâm chỉ được đứng từ xe thôi nha mọi người. Người dân đang đứng đây, rồi tình hình này cũng vỡ trận thôi mọi người. Đây. Đây là hình ảnh mọi người đang xem ở tại Nha Trang, gần nơi núi tu của ngài Minh Tuệ. Thì bà con cô bác Phật tử đã đến lúc 4 đến 5 giờ sáng, 3 đến 4 5 giờ sáng cả nhà. Đó, thì đây hình ảnh một số bà con Phật tử còn quanh quanh tại Nha Trang, thậm chí là có những người ở tại vùng sâu vùng xa đã tới để gặp, mong một lần được gặp ngài Minh Tuệ. Kính thưa cô chú anh chị cộng đồng mạng, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2009. Tôi cũng kính chúc cô chú anh chị trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Thật ra là bữa nay tôi coi cái clip của thầy Minh Tuệ tôi rất là bức xúc nha cô chú anh chị. Tại vì bây giờ thầy đi tới đâu thầy cũng nói câu nói là thầy đi tới đâu ai cũng đều biết. Thì tôi mong rằng cô chú anh chị trên cộng đồng mạng làm ơn tha cho thầy đi, để thầy đi đi, mắc mớ gì anh chị cô chú anh chị cứ buông theo để làm gì. Người ta tu cũng để cho ta tu, cũng nguy phá làng phá miễu chi về cô chú anh chị. Em nói đúng không? Bây giờ thầy đi ra tới Nha Trang thì cũng có đưa cái clip lên là chỉ điểm thầy như cái này ở đây ở kia, để cho những người hiếu kỳ, những người nhiều chuyện á là đi tới biết ai tốt ai xấu. Cô chú anh chị đợi giờ khó nói lắm, đâu ai biết ai tốt ai xấu. Mà bây giờ cứ đi, thầy đi tới đâu là cũng có người thông tin lên cho những cái em YouTube để đăng lên mạng xã hội. Rồi giờ thầy có đi phát khắp thật á, muốn thầy đi thì cô chú anh chị cứ ngồi tại nhà đi nha. Rồi những anh YouTube truyền thông hoặc những người mà hiếu kỳ cũng làm ơn đi, tha cho thầy đi, chứ đừng có làm như vậy. Em không có thích câu nói thật, người mình phải có tâm, mình sống phải có tâm có tầm cô chú anh chị. Đâu mình tu mình ngồi tại nhà vẫn tu bình thường, chứ đâu phải cần mà kéo hùng đi như vậy. Thật ra anh chị tới cô chú anh chị tới thầy thì em rất cũng là hoan nghênh. Nhưng bây giờ á thì thiệt giả giả rất là nhiều. Bây giờ mua theo thầy biết ai tốt ai xấu, cái người hại,
Thì giờ mong rằng cô chú anh chị thật ra là muốn thầy đi trên đường khắp thực, thì đừng có nên chỉ ở đâu à, thấy cũng đừng có chỉ giùm. Thầy nói vậy mà cô chú anh chị cũng phát ngôn ra, điện cho kênh này, điện cho kênh kia, báo tin là thầy đi ra tới Nha Trang để làm gì, đi ra ngoài đó làm gì, mấy chị mấy anh đi ra tới đó để làm gì, để kiếm thầy làm gì à, mình tu tại nhà vẫn tu nha, tu là tu cái tâm, bản tính bản chất con người mình chứ đâu phải tu mà chạy đi kiếm thầy đó à. Bây giờ thầy thốt lên câu nói cô chú anh chị có nghe thấy thương không? Tôi đi tới đâu ai cũng biết hết nè đó. Tôi đi tới đâu ai cũng biết. Cô chú anh chị vô coi cái kênh của anh Thanh đi, coi á, Thanh Vi Đốc đi, coi coi đúng hay là sai đó. Thật ra thầy còn sợ nữa mà anh, giờ em nói với cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nè, mình thương thầy là mình để trong cái tâm mình, trong lòng mình, chứ không phải là thương thầy mà đi như vậy nha. Đi như vậy rồi kéo bày, kéo lũ đi rồi, trong khi báo chỗ này chỗ kia đã thầy đi nấp, đi nấp, đi khất thực, đi xin ăn đó, chứ đâu phải đi ra ngoài đường sân si hoặc đi kiếm chuyện với ai đâu cô chú anh chị. Nói chứ mình phải tha cho thầy đi để cho thầy ta tu. Người ta tu mà mấy chị cũng mấy anh cũng phá nữa rồi, thua rồi. Tôi thầy tôi coi tôi muốn sốt thiệt. Nhà nước người ta còn quan hinh thầy đi nữa, mà nhà nước còn những cái anh pháp lực còn kêu là đứng hai bên đường thôi. Mà em thấy những cái người mà hồi tối em có coi lên clip của ai quên rồi à, mà nói là từ ở đâu miền Tây đi vô à, cũng thấy cũng tội. Nhưng mà thôi mình ở nhà đi anh chị, tôi khuyên anh chị ở nhà đi. Thầy nói câu nói em nghe đau lòng. Thầy nói là bây giờ á, là tôi đi tới đâu ai cũng biết đó nè, khán giả ai cũng biết, ai cũng chạy đi theo nè. Bởi vì thầy trốn á cô chú anh chị, đi khắp thực mà phải trốn. Mạng yếu quay không à sao? Rồi nói đi, được rồi. Cô bác khán giả chờ xíu nha, cô bác khán giả. Rồi khán giả rất là bức xúc rồi nha. Cứ tới rồi cứ tới Nha Trang đi. Làm bài mạng yếu anh ơi. Rồi quốc tiếp đi chị. Thôi các cái này bỏ nha. Rồi. Đó là bây giờ tôi nói cô chú anh chị nè, bây giờ tu á là tại nhà tu đi nha. Cái bây giờ để cho người ta đi tu. Trời ơi cô chú anh chị cũng đi vô trong chùa nhiều người, tôi em thấy là vô chùa ra cũng sân si. Mình chỉ tu tâm ở nhà chứ không phải cần vô trong chùa. Hoặc mình ở tại chợ mình vẫn tu được cái tâm nha. Mà cô chú anh chị giờ trong khi chạy ở xứ này tới xứ kia, em cũng cái đó là em cũng phải là hoan nghênh cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ em nói cái này là cô chú anh chị cũng thông cảm cho em. Từ bây giờ cái người ghét thầy đâu có ai biết, chính thầy còn không biết, mình lấy đâu mình biết, đúng không? Chỉ có cái nồi cơm thôi mà nhiều người ghét thầy lắm. Cái đó em nói thật sự á. Bây giờ mấy chị mấy cô nè coi cái clip em coi đúng không, rồi mấy chị mấy cô qua TikTok coi, có một số mạnh thường quân chửi thầy rất là nhiều nha á à, một số người chửi thầy rất là nhiều á à, em đâu biết nằm bên phe nào mà người ta trong khi là ta đi, người ta đâu có là ăn cắp ăn trộm hoặc là đi vô giật đồ của người này người kia, nói xấu người này người kia. Thầy thậm chí thầy ở trong cái chùa đó mà thầy còn chưa nói cái chùa đó là chùa nào nữa nghe cô chú anh chị nha. Thầy đi ra ngoài thầy đi á, rồi mấy em YouTube quay á hỏi thầy á là có ở trong chùa, thầy nói có ở trong chùa, hỏi thầy chùa nào thầy nói thôi bỏ đi không có kể. Nhưng mà thật ra cái chùa đó em nói với cô chú anh chị nghe nè, cái chùa đó là cộng đồng mạng ta cũng đang bình luận, đang phê bình dữ lắm á. Tại vì ông thầy chùa đó em thấy là ông đập tượng Phật rất là nhiều á à, em thấy ông đập tượng Phật rất là nhiều nhưng mà em không có nói tên để mất công, để cho cộng đồng mạng ta nói đi cho em khỏi nói nhiều đó là anh chị cô chú anh chị cũng biết rồi. À, rồi nó có cái chú nào ở gần đó là dòng họ sao nói là dành ăn cái chùa chia ra hai cổng gì đó, em không có rành, em chỉ nghe nói thôi mà không biết có cái đó là có không em không biết nha. À, nên ông thầy ông mới thấy gia đình dành ăn không của ông đi á à, nên giờ cô chú anh chị thương thầy đi, cái này em khuyên rất là thật sự, em coi khuyên thật tâm em ở nhà đi. Rồi những anh YouTube cũng đừng có thông tin lên, rồi mấy anh cứ quay rồi đăng lên chỉ đầu này đầu kia thì người dân hiếu kỳ người ta mua tới, rồi lực lượng công an làm vậy mất an ninh trật tự của người ta, đúng không? Thì em nói với cô chú anh chị đúng không, đúng em nói không,
em coi em lấy đau lòng thiệt tình, tại vô luôn gần mà cũng moi kiếm em cũng không biết là như thế nào nữa. Tự vậy giờ em nói thật với những anh YouTube ở dưới á, ngay thầy á, là cũng câu view câu like bất chấp. Cái đó em nói thật, nếu anh có mấy anh có coi quăng miệng quăng đá em cũng không sao. Cái đó em nói thật, em nói là em chịu. Chứ bây giờ những YouTube nào mà nói không câu view nói em nghe coi hả. Nên bây giờ câu view câu like bất chấp, cái thầy đi tới đâu môi móc ra để kiếm đầu quay. Đến người ta sợ cái máy quay quá trời rồi, mấy anh muốn quay lên đi quay em nè hả. Mấy anh YouTube á, mấy anh điện thông á, có quay muốn lên đây em cho quay hết nha. Chứ đừng có làm ăn cái kiểu đó. Rồi mấy chị cũng lanh lắm, đi điện cho YouTube báo tin, thầy ở hướng đó vậy 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 á. Chứ dạ, đó người ta tu rồi, mình làm vậy mình sân si nha. Mình còn con cái mình sau này có cái chị nào báo cho cái anh YouTube nào đó nha. Làm như vậy chi, để báo chỉ đường chỉ xá, thầy giờ đi tới đó chỗ đó điểm đó rồi. Vậy chứ dạ. Thật ra em coi em bút xúc cô chú anh chị, nên em lên em nói với cô chú anh chị cảnh tỉnh là mình sống phải từ cái tâm mình nha. Sống bây giờ, sống nay mất mai, nên mình sống mình phải biết mình là ai, mình phải nên nói cái gì. Chứ không phải mình lên cộng đồng mạng mình muốn nói cái gì mình nói nha cô chú anh chị. Em thì không có tu, nhưng em sống phải có cái tâm, có cái tâm và có cái tầm. Đồng ý mặc dù em nghèo tiền, nhưng lời lẽ em không nghèo nghe cô chú anh chị nha. Tình cảm em không nghèo, bản chất em không nghèo, nhưng mà tiền bạc em nghèo. Nhưng mà em nghèo cái tiền bữa nay em làm được, ngày mai em làm. Chứ không phải mà mình không có tiền để mình chạy ra mình làm cái thế này thế nọ ngoài đường, không có. Em sống tùy tâm em đó. Nên giờ em mong rằng cô chú anh chị nào ở gần thầy, có biết thầy ở chỗ đó, thầy mong rằng cô chú anh chị đừng có nên chỉ YouTube. Để thầy cứ cái thầy thấy máy quay thầy sợ thầy trốn, thấy máy quay thầy trốn. Như vậy tội quá cô chú anh chị. Cái đó em nói thật, rất là tội, rất đau lòng. Thầy nói rồi, giờ cứ thấy cầm máy quay là thầy sợ rồi đó. Nên giờ mong rằng một lần nữa em cũng nhờ là bên pháp luật của Việt Nam mình can thiệp vào, đừng có cho những cái anh YouTube ở trên đó quay, hoặc những cái người mà hiếu kỳ bu lại thầy nhiều quá. Còn không biết ai tốt ai xấu đâu. Cái đó em nói thật sự vậy đó. Em coi em bức xúc, người ta tu mà cũng để cho người ta tu nữa, cũng bu theo để làm gì. Thôi giờ em cũng có vài lời để gửi lên cô chú anh chị trong nước và ngoài nước được nhiều, được nhiều sức khỏe, dạ sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Chị chào Thanh nha Thanh ơi. Rồi ok chị Đại nha, cảm ơn chị Đại nhiều nha. Rồi rồi bye bye em, yêu cô chú anh chị trong lòng mạng. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2009. Tôi cũng kính chúc cô chú anh chị trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe, dạng sự như ý. Thật ra là bữa nay tôi coi cái clip của thầy Minh Tệ tôi rất là bức xúc nha cô chú anh chị. Tự vì bây giờ thầy đi tới đâu thầy cũng nói câu nói là thầy đi tới đâu ai cũng đều biết. Thì tôi mong rằng cô chú anh chị trên cộng đồng mạng làm ơn tha cho thầy đi, để thầy đi đi. Mắc mớ gì anh chị, cô chú anh chị cứ bu theo để làm gì. Người ta tu cũng để cho ta tu, cũng nguy phá làng phá miễu chi về cô chú anh chị. Em nói đúng không? Bây giờ thầy đi ra tới Nha Trang thì cũng có đưa cái clip lên là chỉ điểm thầy như cái này ở đây ở kia, để cho những người hiếu kỳ, những người nhiều chuyện á là đi tới biết ai tốt ai xấu. Cô chú anh chị đợi giờ khó nói lắm, đâu ai biết ai tốt ai xấu. Mà bây giờ cứ đi, thầy đi tới đâu là cũng có người thông tin lên cho những cái em YouTube để đăng lên mạng xã hội. Rồi giờ thầy có đi phát khắp thật á, muốn thầy đi thì cô chú anh chị cứ ngồi tại nhà đi nha. Rồi những anh YouTube truyền thông hoặc những người mà hiếu kỳ cũng làm ơn đi, tha cho thầy đi. Chứ đừng có làm như vậy, em không có thích đâu, nói thật. Người mình phải có tâm, mình sống phải có tâm có tầm cô chú anh chị. Đâu mình tu mình ngồi tại nhà vẫn tu bình thường, chứ đâu phải cần mà kéo hùng đi như vậy. Thật ra anh chị tới cô chú anh chị tới thầy thì em rất cũng là hoan nghênh. Nhưng bây giờ á thiệt giả giả rất là nhiều. Bây giờ bu theo thầy biết ai tốt ai xấu. Cái người hại rồi cái người tốt đâu có biết ai được. Thì giờ mong rằng cô chú anh chị thật ra là muốn thầy đi trên đường khắp thực thì đừng có nên chỉ ở đâu. Thấy cũng đừng có chỉ giùm. Thầy nói vậy mà cô chú anh chị cũng phát ngôn ra điện cho kênh này, điện cho kênh kia,
báo tin là thầy đi ra tới Nha Trang để làm gì? Đi ra ngoài đó làm gì? Mấy chị và mấy anh đi ra tới đó để làm gì? Để kiếm thầy làm gì? Đó, mình tu tại nhà vẫn tu nha, tu là tu cái tâm, bạn tính bạn chất con người mình chứ đâu phải tu mà chạy đi kiếm thầy đó. Bây giờ thầy thốt lên câu nói cô chú anh chị có nghe thấy thương không? Tôi đi tới đâu ai cũng biết hết nè đó. Tôi đi tới đâu ai cũng biết. Cô chú anh chị vô coi cái kênh của anh Thanh đi, coi á Thanh Vlog đi, coi đúng hay là sai hả. Thật ra thầy còn sợ nữa mà anh giờ em nói với cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nè, mình thương thầy là mình để trong cái tâm mình, trong lòng mình, chứ không phải là thương thầy mà đi như vậy nha. Đi như vậy rồi kéo bày kéo lũ đi, rồi trong khi báo chỗ này chỗ kia đã thầy đi núp đi khất thực đi xin ăn đó, chứ đâu phải đi ra ngoài đường sân si hoặc đi kiếm chuyện với ai đâu cô chú anh chị. Nói chứ mình phải tha cho thầy đi để cho thầy người ta tu. Người ta tu mà mấy chị cũng mấy anh cũng phá nữa rồi, thua rồi. Tôi thầy tôi coi tôi bút xúc thiệt. Nhà nước người ta còn quan hinh thầy đi nữa, mà nhà nước còn những cái anh pháp lực còn kêu là đứng hai bên đường thôi. Mà em thấy những cái người mà hồi tối em có coi lên clip của ai quên rồi đó, mà nói là từ ở đâu miền Tây đi vô đó, cũng thấy cũng tội. Nhưng mà thôi mình ở nhà đi anh chị, tôi khuyên anh chị ở nhà đi. Thầy nói câu nói em nghe đau lòng. Thầy nói là bây giờ á là tôi đi tới đâu ai cũng biết đó nè, khán giả ai cũng biết, ai cũng chạy đi theo nè. Bởi vì thầy trốn á cô chú anh chị, đi khắp thật mà phải trốn. Mạng yếu quay không à sao? Rồi nói đi, được rồi. Cô bác khán giả chờ xíu nha, cô bác khán giả. Rồi khán giả rất là bức xúc rồi nha. Cứ tới Nha Trang đi. Làm bài mạng yếu anh ơi. Rồi quốc tiếp đi chị. Đó. Các cái này bỏ nha. Rồi. Đó là bây giờ tôi nói cô chú anh chị nè, bây giờ tu á là tại nhà tu đi nha. Chứ bây giờ để cho người ta đi tu. Trời ơi cô chú anh chị cũng đi vô trong chùa nhiều người, tôi em thấy là vô chùa ra cũng sân si. Mình chỉ tu tâm ở nhà chứ không phải cần vô trong chùa. Hoặc mình ở tại chợ mình vẫn tu được cái tâm nha. Mà cô chú anh chị giờ trong khi chạy ở xứ này tới xứ kia, em cũng cái đó là em cũng phải là hoan nghênh cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ em nói cái này là cô chú anh chị cũng thông cảm cho em. Tự bây giờ cái người ghét thầy đâu có ai biết, chính thầy còn không biết, mình lấy đâu mình biết, đúng không? Chỉ có cái nồi cơm thôi mà nhiều người ghét thầy lắm. Cái đó em nói thật sự á. Bây giờ mấy chị mấy cô nè coi cái clip em coi đúng không, rồi mấy chị mấy cô qua TikTok coi, có một số mạnh thường quân chửi thầy rất là nhiều nha. Á, một số người chửi thầy rất là nhiều á. Em đâu biết nằm bên phe nào mà người ta trong khi là ta đi người ta đâu có là ăn cắp ăn trộm hoặc là đi vô giật đồ của người này người kia, nói xấu người này người kia. Thầy thậm chí thầy ở trong cái chùa đó mà thầy còn chưa nói cái chùa đó là chùa nào nữa nghe cô chú anh chị nha. Thầy đi ra ngoài thầy đi á, rồi mấy em YouTube quay á hỏi thầy á là có ở trong chùa, thầy nói có ở trong chùa, hỏi thầy chùa nào thầy nói thôi bỏ đi không có kể. Nhưng mà thật ra cái chùa đó đó em nói với cô chú anh chị nghe nè, cái chùa đó là cộng đồng mạng ta cũng đang bình luận đang phê bình dữ lắm á. Tại vì ông thầy chùa đó em thấy là ông đập tượng Phật rất là nhiều á. Em thấy ông đập tượng Phật rất là nhiều nhưng mà em không có nói tên để mất công, để cho cộng đồng mạng ta nói đi cho em khỏi nói. Nói nhiều đó là anh chị cô chú anh chị cũng biết rồi á. Rồi nó có cái chú nào ở gần đó là dòng họ sao có nói là dành ăn cái chùa chia ra hai cổng gì đó, em không có rành, em chỉ nghe nói thôi mà không biết có cái đó là có không em không biết nha. Đó, nên ông thầy ông mới thấy gia đình dành ăn ông bỏ ông đi á. Nên giờ cô chú anh chị thương thầy đi, cái này em khuyên rất là thật sự, em coi khuyên thật tâm em ở nhà đi. Rồi những anh YouTube cũng đừng có thông tin lên, rồi mấy anh cứ quay rồi đăng lên chỉ đầu này đầu kia thì người dân hiếu kỳ người ta mua tới, rồi lực lượng công an làm vậy mất an ninh trật tự của người ta, đúng không? Thì em nói thôi cô chú anh chị, đúng không? Đúng em nói không? Em coi em lấy đau lòng thiệt tình, tại vô trong rừng mà cũng moi kiếm em cũng không biết là như thế nào nữa. Tự vậy giờ em nói thật chứ những anh YouTube ở dưới á ngay thầy á là cũng câu view câu like bất chấp. Cái đó em nói thật, nếu anh có mấy anh có coi quăng miệng quăng đá em cũng không sao. Cái đó em nói thật.
thiệt để bắt đầu moi móc ra để kiếm đầu quay. Đó người ta sợ cái máy quay quá trời rồi, mấy anh muốn quay lên đi quay em nè. Hả? Mấy anh YouTube á, mấy anh điện thông á, có quay muốn lên đây em cho quay hết nha. Chứ đừng có làm ăn cái kiểu đó. Rồi mấy chị cũng lanh lắm, đi điện cho YouTube báo tin, ờ thầy ở hướng đó vậy 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 á. Chứ dạ, đó người ta tu rồi, mình làm vậy mình sân si nha. Mình còn con cái mình sau này có cái